Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video vô cùng đặc biệt. Đó là một cái video cho anh em xem được những sản phẩm cực kỳ hot hiện tại của Daewoo trên thị trường Việt Nam. Đó là những dòng pin Flashpoint và dòng máy khoan DCD999 chính hãng. Cái điều đặc biệt ở đây là chúng ta đang mua hàng chính hãng chứ không phải mua hàng sách tay nha mọi người nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái video này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đây là những cục pin Flashpoint mới về và rất là vui khi mà So là một cái đơn vị đầu tiên được cái vinh dự giới thiệu sản phẩm này tại Việt Nam. Cũng như là anh em thấy những ngày hôm nay khi mình giới thiệu cho anh em những dòng cái dòng máy 999 cũng vậy, mình cũng là đơn vị đầu tiên mở bán. Giờ tới là dòng Flashpoint cũng như vậy luôn. Thì anh em mà có nhu cầu mua những sản phẩm này thì anh em cứ qua So là một, và đặc biệt trong cái chương trình này nếu anh em muốn mua đặt trước. Đặt trước ở đây là đặt luôn chứ không phải đặt trước nữa, tại vì hàng này có sẵn rồi, không cần phải đặt trước, xin lỗi mọi người ha. Thì mình đặt ngay, và nhân cái dịp tháng 11 này thì chúng ta sẽ có một số ưu đãi. Khi mà chúng ta đặt ưu đãi như thế nào thì một hồi mình sẽ nói với anh em trong cái chi tiết sau nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái con DCD999. Đây là dòng máy mà được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Và khi mình ở Việt Nam, mình lúc mình bán 996 thì anh em là hay hỏi 999. Và lúc đó mình có một sự nhầm lẫn là với cái con 997. Tại vì con 997 thì nó sẽ có thêm phần Bluetooth, còn con 999 thì không có Bluetooth nhưng mà nó sẽ có một cái công suất lớn hơn. Công suất của con này tới 120 lực kéo chứ, 126 Newton nhân mét. Và nếu mà anh em muốn sở hữu mà hết cái lực đó thì anh em phải sử dụng với những dòng pin Flashpoint bên đây. Còn nếu anh em sử dụng với những dòng pin 18V, 20V bình thường thì nó giống như con 996 gì đó. Ok. Và đặc biệt là cái con 999 này hiện tại đang có mức giá rất là tốt. Mức giá hiện tại mà hãng mang về Việt Nam thì nó chỉ trên với con 996 một chút xíu thôi, tầm khoảng 200-300 ngàn thôi. Và đặc biệt là giá nó gần như là bóp chết những cái sản phẩm sách tay luôn. Bây giờ nếu mà bán sách tay mà khó bán với cái giá của hãng lắm mọi người ha, tại vì giá nó quá rẻ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái máy này như thế nào ha. Trong cái bộ này nó sẽ đi kèm cho mình một cái cục 500 đựng vít và một cái móc. Những cái dòng thân máy của Daewoo thì đa phần là sử dụng hộp giấy. Chỉ có cái dòng con 263 đó là đã sử dụng cái hộp nhựa thôi anh em nha. Đa phần là hộp giấy hết. Đây là cái thân máy của chúng ta. Thì nhìn bề ngoài thì anh em sẽ thấy cái điểm khác biệt nổi bật của cái con 999 và 996 là chỗ cái vòng này. Thì cái vòng 999 nó sẽ có cái màu vàng nổi bật hơn cái con 996. 996 thì cái chỗ này nó là màu đen luôn. Đó là khi chúng ta nhìn vô cái điểm đặc biệt để phân biệt 999 và 996, đó là cái vòng. Chứ thật sự nếu anh em nhìn vô bình thường thì hầu như chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được hai cái máy này nếu mà không có cái vòng đó hết. Và đó là một cái đặc điểm nhận dạng dễ biết nhất của con 999. Thì đây anh em xem cái con 999 thì nó sẽ có cái vòng màu đen, màu vàng này. 996 thì nó sẽ ấy luôn ha, anh em nó đen luôn ha. Thì con này nó trang bị đầu kẹp là Autolock 13 ly, đầu kim loại 11+1 cấp độ trượt và 3 chế độ tốc độ. Thì tốc độ tối đa của cái máy này là 2000, nó sẽ giống như cái con 996 và tương ứng với tốc độ 2000 là 2500 lần nhịp đập trên 1 phút. Đó. Con này sử dụng động cơ không chổi than và anh em thấy nó sự khác biệt ở đây là nó không ghi brushless mà nó ghi Flashpoint. Đây. Rồi. Dòng sản phẩm này thì nó đã sản xuất tại ở đây thì hãng không ghi trên thân máy, nhưng mà 999 này thì sản xuất tại Trung Quốc nha anh em nha. Rồi, bảo hành chính hãng là 3 năm và trang bị một đèn LED rất là sáng. Thì với con 999 này, hãng trang bị thêm một cái tay cầm rất là đẹp luôn, tay cầm rất là đặc trưng. Với những dòng máy lớn như thế này thì anh em sử dụng nên sử dụng kèm tay cầm. Vì nếu không có tay cầm thì nó sẽ rất là dễ bị tình trạng bị trợt tay của mình. Cái tay mình do cái lực xoắn của nó quá mạnh dẫn đến là anh em bị, ví dụ mình khoan một cái lỗ, khoan từ, khoan rút lõi, hay là anh em khoan những cái chiếc nặng, gỗ nặng đó. Nó cái phản lực của nó sẽ làm cho vặn cái tay của mình luôn, lội tay mình luôn ha mọi người ha. Nên là mình phải xài với một tay cầm như vậy để đảm bảo chúng ta có đủ được cái lực cả hai tay để có thể sử dụng kiểm soát cái máy này tốt nhất. Và đây mình sẽ gắn cho anh em một cục pin 2A để mình test xem là nó có xài được hay không. Vì đây là cái điều anh em sẽ quan tâm là cái con này nó có thể xài được với những dòng 18-20V hay không. Thì câu trả lời cho anh em là hoàn toàn được. Chỉ có điều là nếu mình xài 18-20V thì giống như là mình cho một cái con gì đó nó ăn không đủ no thì nó chỉ làm việc tới đó thôi. Thì cái con này được thiết kế ra tới 126 Newton, nhưng mà anh em gắn con pin 18 thì nó sẽ xài, nó chỉ chạy khoảng 90 Newton bằng cái con 996 thôi. Nha mọi người nhé.
Rồi thì cái máy này đang được bán tại Việt Nam với mức giá là 3.450.000 đồng, mức giá tham khảo. Và khi anh em mua hàng tại store Lòng Mộc thì anh em sẽ có cái ưu đãi gì? Thì giá hiện tại là 3.450.000. Những anh em nào mua trong cái chương trình này thì sẽ có mức giá ưu đãi là 3.400.000. Hỗ trợ thêm trong tháng 11 này là anh em sẽ được tặng thêm một cái anh em sẽ được tặng thêm một cái kê điện thoại của The World. Anh em sẽ được hỗ trợ trả góp 3 kỳ không tính phí. Với sản phẩm này thì anh em chỉ trả trước 1.400.000 là chúng ta đã sở hữu nó rồi. Sau đó chúng ta sẽ 30 ngày sau chúng ta trả 1.000.000, 30 ngày sau trả 1.000.000 nữa thì chúng ta đã trả xong. Và hủ tục thì vô cùng đơn giản, trả góp toàn quốc, anh em ở đâu cũng trả được. Ở nhà ngồi trả nhà thôi. Và bên mình sẽ làm thủ tục chỉ vòng vòng khoảng 1 phút là xong. Chưa tới 1 phút nữa cũng xong nữa anh em ha, rất là nhanh. Và đặc biệt nữa có một ưu đãi siêu đãi luôn là anh em mua trong tháng 11 nào anh em ở tỉnh thì anh em mua sẽ được thêm free ship nữa. Free ship nữa nha mọi người nha. Rất là hấp dẫn đúng không? Được free ship luôn. Quá trời đã luôn. Rồi thì đó là ưu đãi dành cho những anh em muốn sở hữu con 999 này, hàng chính hãng sản xuất tại Trung Quốc, bảo hành cho mình là 3 năm. Hàng ok luôn, nó chỉ khác biệt cái hàng anh em sách tay là hàng anh em là dán cái cầu Mỹ rồi, còn cái này không có dán cầu Mỹ anh em ha. Nhưng mà chúng ta quan trọng là chúng ta mua hàng hãng. Giá đây đã bao gồm thuế và chưa gồm phí vận chuyển nha mọi người nha. Còn ai mà muốn mua hàng sách tay thì anh em cứ coi chỗ nào bán sách tay để mua. Chứ bên mình thì chỉ bán hàng hãng thôi, không có bán hàng sách tay nhá. Hàng sách tay thì sẽ không được bảo hành chính hãng nha mọi người nha. Và chúng ta lưu ý thì chúng ta mua chúng ta cũng kiểm tra là hàng chính hãng nó sẽ có tem chống giả và kích hoạt được bảo hành điện tử. Tại vì những cái số serial máy mà không phải nhập khẩu về Việt Nam thì sẽ không kích hoạt được điện tử nha. Nó phải đi theo cái số serial máy nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ lên cho anh em cái sản phẩm mà anh em cũng trông chờ rất là nhiều, đó là những dòng pin Flexvolt. Tại vì về 999 mà không có Flexvolt thì cũng như không. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu cho anh em những cái dòng máy, dòng pin Flexvolt. Thì ở đây mình có đầy đủ cho anh em những dòng pin Flexvolt 6A, 9A và 12A. Cộng thêm một dòng pin là DCB240, dòng pin 4A thân mỏng. Ở đây thì mình lấy thêm cho anh em thêm một pin 4A và 5A để mình so sánh về kích thước cũng như là cân nặng của những dòng pin này với nhau. Ở đây thì thiếu một cục rồi nha, thiếu một cục 60V 6A nha Phương, lấy cho anh coi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô cục, cái này là 54V 6A, còn một cục 60V 6A nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái cục đầu tiên là 54V 6A. Thì cái sự khác biệt giữa cái cục này và trước khi mình vô phần này thì mình cũng chỉ cho anh em luôn cách để chúng ta nhớ về dung lượng pin cũng như mã pin. Mã pin của The World là DCB. D là The World đó. C là gì mình không biết nữa, còn chữ B đó nghĩa là battery, nó là pin. Thì DCB đi kèm theo nó là số thì nó sẽ ra được cái dung lượng pin. Ví dụ như DCB 182 thì đó là cục pin 18V 2A. Cục pin dù có 20V hoặc là 18V thì nó vẫn là DCB 182. DCB 183 là cục pin 18V 4A, mà DCB 184 á thì là đây coi nè. 182 là xin lỗi mọi người ha. DCB 182 mà là cục pin 4A. Nó hơi cái dòng pin 18V thì nó hơi khác chút. DCB 184 thì là pin 5A. Còn DCB 183 đó thì nó là pin 2A. Mà không biết tại sao nó lại đặt như vậy, nhưng mà những dòng pin tiếp theo thì nó hoàn toàn khác nha. Đây là cục DCB 240. 240 là 2, tức là cái đời 2.0. 40 là 4A, là cục pin DCB 18V 20V. 2 là 20V đó mọi người ha, xin lỗi, 2 là 20V, chắc là vậy. Này mình đoán thôi nha. DCB 20V 4A là dòng này, là dòng thân mỏng ha. Rồi còn những dòng mà Flexvolt thì nó sẽ có hiện thứ tự là DCB 54. Thì dòng này là 54 nè, 546. 546 là 54V 6A. Còn đây là cục pin DCB 606 là 60V 6A. Thì hai cục này nó chỉ khác nhau về cách ghi. Tại vì mọi người biết là pin 54V và pin 60V là một loại pin. Pin 18V, 20V là một loại pin. Cái pin 54V này sản xuất bán cho thị trường châu Á thì cái dòng này thì nó ghi là 54V và 54V, 18V, 54V. Còn pin mà đời mới, cái kiểu mà thiết kế bán cho dân Mỹ á, thì nó là 20V, 60V. Thì đó là một cái cách ghi về marketing để đánh vào cái sự mong muốn của mình là mình thấy một cái số lớn hơn thì mình tưởng nó bự hơn đó. Nhưng mà thật sự nó là một, nó không khác nhau gì hết nha. Chỉ là cái
hiệu hiệu điện thế tối thiểu và hiệu điện thế tối đa khi chúng ta sạc đầy thôi. 60V là tối đa, còn 54V là tối thiểu ha. Còn 54V thì nó sẽ bằng là 3 lớp pin 18V. 18 x 3 là nhiêu, là 54. Còn lại mình lấy 20 x 3 là 60, tức là một cục pin này nó sẽ bằng 3 cái cục pin kia. Nhưng hãng có một cái công nghệ là gì? Giúp cho chúng ta là khi chúng ta gắn cái cục pin này vô những dòng máy xài pin 54 hoặc 60V đó, là nó chạy tới với cái hiệu suất là 54 hoặc 60V. Nhưng mà khi nó gắn vô dòng máy 18V, 20V thì nó lại tự điều chỉnh cái điện áp để xài phù hợp với những dòng 18V và 20V mà không có bị cháy máy. Thì chúng ta cũng biết là khi mà chúng ta sử dụng một cái máy với cái hiệu điện thế cao hơn cái hiệu điện thế quy định đó thì nó sẽ dễ bị cháy máy. Chẳng hạn như anh em lấy điện 110 mà xài điện 220 là cháy máy. Nhưng mà dòng máy của Dewar thì không, và anh em để ý những cái dòng pin mới, những đồng pin của hiệu Makita hay những hãng khác thì nó cũng có những công nghệ tương tự như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem gần về một cái cục pin 54V và 60V nè. Để anh em xem nó có gì khác biệt không. Ở đây hai cục pin này chúng ta dòng 54V 6A và 60V 6A. Nói hồi lộn luôn á. Đây thì về mặt bao bì thì chúng ta sẽ thấy nó có sự khác biệt một chút xíu. Dòng 18V thì cái cục pin này nó màu xám, còn này là cái thân nó màu đen, tức là cái vỏ thôi. Thì giá bán sẽ có sự sinh lợi chút xíu nha. Nếu anh em nào muốn tiết kiệm tiền mà giữ nguyên công suất thì chúng ta mua dòng 18V 6A này với mức giá là 2.950.000. Nếu chúng ta thích cái kiểu chữ 20V, 60V cho nó nhìn nó đã hoặc đồng bộ với máy móc của mình thì là chúng ta trả 3.100.000. Tới đây anh em trả thêm số tiền là 150.000 chỉ để mua cái con số thôi. Chỉ để mua con số thôi. Thì đương nhiên thì nó cũng có thể là cái đời sản xuất của những dòng này thì nó sẽ gần hơn những cái dòng 18V này ha anh em ha. 18, 54. Giờ mình lấy một cục pin 60V cho anh em xem nha. 60V 6A. Cục pin này nặng tầm khoảng 1.6 kg. 1.6 kg. Thì anh em thấy 1.6 kg là nó vật vả luôn, nó bận bằng cái máy rồi đó. Và cái cục pin này thì giá anh em thấy, nếu mà anh em mua cục pin 60V 6A này thì nó bằng giá của một con 996 rồi, và mắc tiền hơn một con 796. Thì anh em thấy tại sao pin lại mắc hơn thì chuyện đó rất bình thường, giống như anh em mua cái máy ảnh gì đó. Cái máy ảnh thì rẻ hơn cái len rất là nhiều. Cái máy ảnh nó thuê cái body máy ảnh nó thuê khoảng 10 triệu nhưng mà cái len nó thuê cả 100 triệu. Thì pin nó cũng giống vậy, pin đó là làm bằng cái vật liệu quý hiếm nên là nó sẽ tốn tiền. Đây cái cục pin nhìn rất là đẹp. Những dòng pin này nó luôn có một cái nắp cover và một cái seal. Và anh em mua hàng hãng nó sẽ có cái tem chống giả phía sau. Và chúng ta sẽ kích hoạt điện tử được cái này. Hàng pin chính hãng anh em sẽ được bảo hành cho mình là 1 năm. Và giá này bao gồm thuế rồi. Báo giá anh em lại một lần nữa, dòng pin 60V 6A là 3.100.000, 54V 6A là 2.950.000. Hai cục pin đó là một, chỉ khác nhau cái hiệu thôi, ở cái ký hiệu thôi. Và để nhớ về những cục pin platform thì em cứ nhớ là DCB là ký hiệu của pin, D là Dewar, CB là cục pin đó. Nghĩa là tiếng Việt cũng rất dễ, là CB là cục pin đó. Thật ra thì không phải nha, đó là tiếng Anh nha. Nó chỉ B là battery là pin, còn mình hiểu tiếng Việt là CB là cục pin đó. DCB 546 đó là cục pin 54V 6A, và DCB 606 là cục pin 60V 6A. Vậy thì nếu cục pin 60V mà 9A là gì, là DCB 609 đó. Đó là dễ nhớ đúng không. Bây giờ mình lấy cho đây cục pin DCB 609 nè. DCB 609 là cục pin flashpole 60V và 9A. Thì dòng này không có dòng 54V nha anh em nha. Dòng 54V nó chỉ làm tới 6A là hết, nó không có làm thêm. Còn dòng flashpole mà 9A này thì nó chỉ làm những dòng 20V thôi. Thì đây chúng ta sẽ cùng nhau xem. Wow, cục pin. Cái cục pin nhìn như là một cái trái mít vậy anh em nha. Quá trời dữ luôn. Cục pin 9A anh em xài biết nào hết trời, là bằng hai cục pin 4A. Thì bây giờ mình lấy nó cho anh em, một hồi mình sẽ khui hết pin ra là mình sẽ show cho anh em hai cục pin này nó sẽ kích thước nó khác nhau như thế nào nha. Đây là cục pin. Đây, cục pin 54V thì giống như cục pin này nên mình không lấy ra nha, mình lấy ra mất công quá. Rồi. Thì cái cục pin này giá bán là 3.600.000 dòng 9A, anh em sẽ xài chung với những dòng như là cưa đĩa máy mài gốc thì nó sẽ rất là phù hợp cho mình. Cưa đĩa máy mài gốc là sẽ xài với những cục pin này. Rồi chúng ta sẽ đến một cái dòng nữa là 54V 12A. Trời ơi, 12A. Đất ơi, nó xài cục pin này chắc mấy anh em mà cái đấy gắn vô cái máy khoan nó xài 2 tháng quá. Tại vì một cục pin mà 5A là mình thấy mấy anh em đã xài cả tuần chưa hết rồi.
Còn một cục pin mà 12A như thế này thì anh em cứ nhân lên đi gấp đôi. Đó. Những ai anh em mà xài ít kiểu như DIY xài 2-3 tháng chưa hết. Còn anh em xài công trình thì mình nghĩ anh em xài liên tục, mỗi ngày xài từ sáng tới chiều thì anh em xài chắc phải cả tuần mới hết cục pin này. Tại vì cái máy nó còn có công nghệ tiết kiệm pin nữa. Còn cục pin thì có công nghệ chống quá tải các kiểu nữa chứ không phải đơn giản. Nên anh em một cục pin nó mắc là tại vì nó có rất nhiều công nghệ ở trong. Và cục pin xịn ở chỗ là gì biết không? Anh em có thể xài được rất nhiều lần. Cái số lần sạc xả của nó rất là nhiều so với những dòng pin chất lượng kém. Những dòng chứng với việc kém anh mua mới về thì anh em thấy nó ngon đó. Nhưng mà mình xài tầm khoảng vài tháng là tự nhiên thấy nó hết cầm pin. Xài 1 năm là bỏ luôn à, và đi làm lại pin thì tốn tiền vô cùng. Còn những dòng pin xịn anh em có thể xài vài năm trời nó mới bắt đầu cảm thấy nó chai pin. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu coi cục pin 12A nha. Blackphone 12A nó như thế này anh em nha. Cục pin này nặng 1,8 kg. Thì cục pin này nặng 1,7 kg nha. Nó sẽ gần gần với nhau. Thì hôm qua mình không có cái cân nhỏ nên cân lớn. Thì anh em coi mấy cục pin nè. Cục pin này là giá là 4,1 triệu đó anh em nha, 4,1 triệu là cục pin 12A à. Thì để so sánh những cái cục pin này với nhau thì mình sẽ cho anh em xem những cái cục pin này với những cục pin nhỏ ha. Thì đây là cục pin 2A. Thì bây giờ mình lấy một cục pin 2A để so với anh em với một cái cục pin 12A thì nó sẽ như thế nào. Ở đây là cục pin 2A và cục pin 12A. Ở đây, so theo chiều này. Và mình sẽ cho anh em coi gần luôn. Đây là cục pin 12A và đây là cục pin 2A. Anh em nhìn mất cười chưa? Giống như là một... Nó sẽ bự gấp khoảng gấp hơn 2 lần một cục pin 2A à. Và mình sẽ lấy một cục pin 4A à, 4A 18V à, đây. Cục pin này thôi đã thấy dữ rồi. Đây cục pin 4A nha. Rồi cục pin 4A đó. Đây là 2A, 4A và 12A. Thì mình sẽ so anh em so thêm là gì? 9A và 6A. Đây là 2, 4, 6, 9, 12. Đó thì anh em xem cái sự khác biệt giữa những dòng pin này. Thì ở đây có thêm một cái dòng pin nữa là DCB240 là 20V 4A đời mới. Dòng này là dòng pin dẹp. Đây. Cục pin này anh em sẽ thấy cái kích thước nó tương tự như cục pin 2A 18V, nhưng mà nó sẽ hơi bự hơn về chiều ngang. Đó, nó bự hơn chiều ngang. À, nó dày hơn tầm khoảng 1 ly rưỡi gì đó. Và so với một cục pin 4A thì anh em sẽ thấy nó mỏng hơn à, nó mỏng hơn tầm khoảng 3 ly. Đó, đây nè. Chiều ngang nó hơi mập hơn. Tại vì thật sự thì cái cách để làm cục pin này nó mỏng hơn thì mình nghĩ một cách để hãng nó ăn gian đó là nó làm cho nó bè hơn. Tức là nó sẽ rộng hơn về chiều ngang. Thì lúc đó thì thay vì nó sắp sale á, thế vậy nó sắp sale theo chiều dọc. Hồi xưa là mấy hãng sắp theo chiều dọc đi, thì bây giờ nó có thể xoay cái cục sale pin theo chiều ngang, thì dẫn đến là cái cục pin mình nó thấp hơn à, nó dẹp hơn à, mình nghĩ như vậy. Và đương nhiên thì cục sale nó cũng sẽ là những cái dòng sale mới, nó mỏng hơn, nhỏ hơn, để cái diện tích ít hơn trong một cái không gian như thế này, mình giảm bảo được cái lưu lượng, cái dung lượng pin à, và cái hiệu suất của cục pin. Thì đây là cục pin 18V 4A, cục này giá là 1,390 triệu. À, 1,390 triệu thì đây nó cục 2A nè, mọi người xem. À, thì để xem nó dễ, bây giờ mình sẽ chồng nó lên. Đây mình sẽ chồng lên nha, đây là những cục pin Blackphone. À, và đây là những cục pin 18V 4A, 4A luôn và 2A. Đó. Thì mọi người có thể xem hết cái thông tin này ở đây đây, mình sẽ cho mọi người xem cam này. À, và mình báo giá một lần nữa về những cái cục pin của Điện World. Nếu anh em mua cục pin 2A này thì giá nó là 700 ngàn. Nếu anh em mua cục pin 4A dẹp DCB240 này thì giá của nó là 1,390 triệu. Còn nếu anh em mua cái cục pin DCB182 này là cục pin 4A à, bình thường à, thì giá của nó là 1,250 triệu. Ngoài ra thì còn một cục pin nữa là DCB184. Cục pin này là pin 18V 5A à, 5A đó. Đây. Mấy cục pin này anh em đi làm cục sạc dự phòng đã luôn. DCB184 dòng này là 20V 5A. Thì giá bán của nó là 1,460,000 đồng à. Thì giá này đã bao gồm thuế và chưa gồm phí vận chuyển à. Hành hàng này anh em sẽ được bảo hành là 1 năm chính hãng luôn.
Thì bây giờ nếu mà anh em xài con 799 này đó, là anh em phải xài với những cục pin flashbone này nè, gắn vô thì anh em ướm vô, mình ướm vô cho anh em coi, tại vì cục pin nó siêu rồi, mình không muốn gỡ ra. À, thì anh em gắn vô như thế này là anh em thấy nó vật vả. Giả sử anh em cầm cái cục, cái máy này nó đã nặng khoảng 1,5 kg hơn 1,6 kg rồi, và anh em gắn thêm cái cục này nặng thêm là bao nhiêu, nặng thêm 1,8 kg nữa, thì nguyên cái đồ này anh thuê, tức là lúc mà mình làm việc là mình đang làm khoảng trên 3,5 kg. Và tưởng tượng anh em cầm cái này mà một tay anh em khoan, nó thật sự khoan không nổi luôn á, nó nặng lắm luôn. À, đây là anh em nào mà mua những dòng pin này thì chúng ta nên cân nhắc xài với những dòng máy xoay, chẳng hạn như là máy mài gốc, máy cưa đĩa, hoặc là con 999 này, dành cho khi mà anh em cần rút lõi tường nặng, đặc biệt anh em làm về máy lạnh á. À, rồi nhìn thấy thôi thì đã thèm rồi anh em ha, nguyên một dàn pin, nguyên một dàn máy, và giá thì mình đã báo cho anh em rồi. Có một ưu đãi dành cho những anh em mua dòng pin flashbone này trong tháng 11, lưu ý trong tháng 11 này, tại vì anh em sao xem video này sau tháng 11 thì anh em sẽ không được ưu đãi đó. Đó là anh em sẽ được mua cục pin này với cái mức giá mà mình đã báo, kèm thêm là hỗ trợ anh em trả góp. Trả góp không tính lãi, không tính phí. Ví dụ cục 6A 60V anh em sẽ mua với giá là 3,1 triệu, và mình sẽ chỉ trả cần trả trước có 1,1 triệu mình đã sở hữu được cục pin này. 2 triệu mình sẽ đã trả chậm trong vòng 60 ngày. Thủ tục thì vô cùng đơn giản và dễ dàng, chỉ mất trong khoảng 1 phút để làm và làm tại nhà, không cần phải đến trực tiếp công ty. Và rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân bằng chứng minh nhân dân, địa chỉ và số điện thoại chính chủ đã được đăng ký cùng với chứng minh nhân dân đó thì thôi là được ha. À, ngoài ra thì anh em sẽ được một cái ưu đãi đến từ sau là một nữa, đó là anh em được tặng cái kê điện thoại của The World để anh em về em coi livestream. Cái kê rất là đẹp, tầm khoảng 40-50 ngàn. Đặc biệt ở đây, những anh em nào mua dòng pin flashbone 6A, pin 6A và 9A, thì anh em sẽ được tặng một cái áo flashbone của thương hiệu The World. Riêng những anh em mua dòng pin 12A thì anh em sẽ được tặng một cái nón flashbone. Nón và áo thì rất là tiếc hôm nay hãng không có giao kịp cho mình để mình giới thiệu cho mọi người xem. Nên là chúng ta có thể đăng ký kênh để khi có livestream đó chúng ta vô chúng ta coi. Và mỗi livestream thì mình hay có ưu đãi cho mọi người ha. Còn những dòng pin này thì mình sẽ có cho anh em là cái kê điện thoại và hỗ trợ mình trả góp. Những dòng pin 4A và 12A, cũng như là 2A đều được hỗ trợ kê điện thoại và trả góp. Một cái ưu đãi đặc biệt nữa là khi anh em mua những sản phẩm pin trong tháng 11 này, những sản phẩm đều qua trong tháng 11 này, trong cái video này những sản phẩm mình đã giới thiệu anh em đó, thì anh em sẽ được thêm một cái ưu đãi nữa là free ship. Tổng hợp lại như thế này thì anh em sẽ có những ưu đãi như sau. Thứ nhất là quà tặng. Thứ hai là hỗ trợ trả góp. Thứ ba, tặng anh em một cái kê điện thoại. Thứ tư là anh em sẽ được free ship. Thì đó là bốn cái ưu đãi dành tặng cho những anh em mua hàng The World chính hãng tại Store Lầu Mộc. Ngoài ra, những cái ưu đãi trong tương lai là The World đang xây dựng một cái hệ thống chăm sóc khách hàng rất là đặc biệt. Và những anh em mua hàng có lịch sử mua hàng The World thì sau này sẽ được hãng hỗ trợ tặng kèm những món quà này nọ. Nói chung là hãng đang có kế hoạch làm rồi và đã có trial rồi, đã có demo rồi. Thì nói như vậy để anh em biết rằng tại sao mình mua hàng hãng, để mình có được một cái sự chăm sóc lâu dài, một sự đảm bảo về lâu dài. Và hàng chính hãng khi mà mua nếu mà có lỗi thì thường là sẽ được đổi mới, vì pin hầu như là không có sửa được. Cục pin này mà bị lỗi là không có sửa được. Trong trường hợp anh em làm rơi, vỡ, bể, vô nước thì đương nhiên hãng sẽ không có hỗ trợ cho mình trong việc sửa chữa rồi, hoặc là mình xài sai đó. Còn thì mọi thứ thì mình nói với anh em đó, mình nói với anh em cho anh hiểu về bảo hành thì hãng sẽ bảo hành theo cái chính sách của hãng, và chính sách của hãng thì được công bố trên cái bảo hành Sunlight Black Decker Việt Nam .com.vn, thì chúng ta cứ vào đó chúng ta xem. Và cái quyết định là quyết định cuối cùng của hãng anh em ha. Rồi, cảm ơn em như vậy thôi. Rồi thì anh em nào muốn mua sản phẩm thì sẽ có những cách sau đây. Một là chúng ta vô thẳng website solomoc.vn, thì sản phẩm này mình đã đăng lên cho anh em mua rồi. Và khi chúng ta mua trên website chúng ta sẽ được hưởng những quyền đại như vậy, với điều kiện anh em đặt hàng trong tháng 11 kể từ lúc video này đăng lên nè. Tại vì những anh em mà mua trước đó thì sẽ có những cái ưu đãi trước đó nha mọi người nha. Tại vì như vậy đó thì hãng người ta cho ưu đãi mình như thế nào thì mình sẽ lấy ưu đãi tặng cho mọi người. Thứ hai là chúng ta có thể gọi điện thoại vào số tổng đài 0287 300 368 thì sẽ có nhân viên hỗ trợ cho mình, nói là anh muốn mua cục pin 18V, cục pin 12A là các bạn hiểu rồi, dễ hiểu lắm. Hoặc là mua DCD 999 đó, đây
Ok anh em nhé. Và nữa là anh em có thể đến trực tiếp 234 Bình Thới thì sản phẩm cũng đang có thẳng tại cửa hàng để mình đến mình tham quan mình coi à, hoặc là mình được tư vấn thêm. Và chốt hạ một lần nữa là những dòng pin Flashbone hoàn xài hoàn toàn có thể sử dụng chung được với tất cả những dòng máy móc đề quơ 18V và 20V trước đây à. Tức là nó là cái nào cũng dùng được đó, trừ 12V thì nó không xài được thôi, chứ 18V với 20V là xài được hết à. Và những dòng máy Flashbone thì chỉ xài được với dòng 12V, trừ cái con 99 này. Ồ xin lỗi anh em, những dòng máy Flashbone thì chỉ xài được pin Flashbone, trừ con 999 này thì nó có thể xài được cả hai bên luôn à. Chẳng hạn như mua 414 thì xài được pin Flashbone thôi, không xài được pin 18V, 20V. Còn nếu mà anh em mua những cái dòng máy cưa đĩa hay là một số dòng máy chuyên dụng mà nó ghi là 54V hay 60V thì nó chỉ xài được như đó thôi, 18V không đủ volt để nó xài anh em ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào. Nhớ đăng ký kênh và like cho mình một cái, nhấn thêm cái chuông để khi mà có những cái video mới mọi người nhận được luôn ha. Mình nói hơi dài dòng nhưng mà như vậy thì mới đủ thông tin cho anh em xem, coi anh em coi là đã con mắt luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.